Hôm nay cho em nói chuyện với anh chị em những người bệnh một chút nha. Về vấn đề bệnh tình, hiện tại trong phòng khám chúng ta là trên dưới là kể như là gần 40 ca. Có kẻ đang ở bệnh viện chưa về kịp, có người thì đang ở đây. Thì hiện tại trong cái số bệnh 30 mấy ca này, 30 ca này, thì theo cha thấy cái chiều hướng của các bệnh nhân đó là lành tính nhiều lắm. Lành tính có nghĩa là mình ở nhà mình là ác tính đó. Mình bệnh viện nó trả mình hồ sơ là ác tính. Theo nguyên tắc là mình chờ chết. Theo cái nguyên tắc của khoa học y khoa đó là mình chỉ còn quá trị xạ trị để cho nó kéo dài sự sống, rồi mình sẽ chết. Còn khi mình đến đây rồi thì mình sẽ chữa trị bằng công nghệ nano. Do vậy mà mình sẽ dễ dàng được sống. Mình dễ dàng được sống vậy đó. Cha lấy ví dụ công nghệ nano nha. Hồi xưa giờ có ai làm ruộng không? Hả? Đây chắc chắn làm ruộng không nhiều không? Làm ruộng không? Cha lấy ví dụ về làm ruộng đi. Ha? Làm ruộng. Ruộng lúa. Chữ này chữ ruộng nha. Làm ruộng lúa. Thì bây giờ là thí dụ như bây giờ mình làm ruộng thì thứ nhất là mình làm bằng cái mình làm bằng tay chân thì người ta gọi là thủ công, làm thủ công. Làm thủ công. Làm thủ công là mình có mình cấy lúa xong rồi tới lúa chín là mình phải cắt lúa nè, đúng không? Cộng với là mang lúa về nhà nè, chuyển ha, chuyển lúa về nhà, rồi thêm gì nữa, đạp ha, đạp lúa cho ra hột á. Đạp lúa cho ra hột hay gì nữa, rồi mới cộng với phơi lúa là làm gì nữa, mình đem. Hồi xưa có máy xay máy trà không? Hồi xưa nữa đó. Ở đây ai già nhất? Hồi xưa ông cha vậy nè, hồi xưa là quê con là xay rồi là đưa giã giã cả, giã ra chỉ vả ra, đập nó ra, giã của giã xay rồi mới giã ra, đạp lúa rồi mới giã lúa, xay lúa rồi mới giã lúa, xay ra cho nó buông cái vỏ ra phải không? Xay bằng cái gì? Xay lúa, xay lúa, xay lúa. Sai vậy phải không? Cái chứ sai vậy không? Sai cho bóc vỏ ra, sai cho ra vỏ. Ha? Rồi làm gì nữa? Rồi vả ra gạo. Phải vả không? Vả hay là giả? Giả hả? Giả này đúng không? Giả gì thôi cơ? Giả gì đó ha, giả ra gạo, đúng vậy không? Có phải này là làm thủ công không? Làm thủ công tức là làm bằng tay, đúng không? Rồi sau đó bây giờ mình làm bằng, hiện giờ mình còn làm bằng cách này nữa không? Làm bằng gì? Làm bằng máy móc, ta gọi làm bằng gì? Hả? Công nghiệp hả? Công nghiệp đấy nè. Công nghiệp là làm ra, mình đang làm lúa làm gạo đó. Bằng gì? Công nghệ. Giờ người ta làm bằng máy, gọi là công nghệ. Làm bằng máy rồi là làm bằng công nghệ. Vậy thì mình làm bằng công nghệ mình có hết những cái này không? Khi lúa mình chín thì sao? Máy cắt xong rồi ra
ra lúa. Có phải máy cắt ra lúa liền không? Còn này cắt lúa rồi chuyển lúa về nhà đúng không? Rồi đạp lúa, rồi phơi lúa, rồi xay ra vỏ, rồi giã ra gạo vân vân. Còn nhiều thứ trong này dữ. Ít nhất là mình hiểu được 1, 2, 3, 4, 5, 6 công đoạn mới ra được hột gạo. Cái này là gọi là ra ra gạo. Đó, ra lúa rồi bắt đầu đem xay ra ra gạo luôn. Có phải là giờ đây người ta làm bằng công nghệ không? Công nghệ ra lúa, máy cắt lúa rồi ra lúa xong rồi ra gạo. Lẹ không? Có phải là thời này là thời của ông bà không? À. Đó. Vậy bây giờ mình chọn, mình làm ruộng mình chọn cái thủ công hay chọn cái làm bằng công nghệ? Mà hãy làm công nghệ thì tốt. Tốn tiền. Phải không? Làm công nghệ này, làm thủ công thì không tốn. Này là tốn công. Tốn công. Ha, còn này là tốn. Tốn tiền. Nhưng mà hiện giờ người ta chọn tốn công hay chọn tốn tiền? Tại sao vậy? Tại vì bây giờ nếu mà mình để mình tốn công thì cái công mình làm chuyện khác. Thay vì mình để mình tốn tiền nhưng mà mình lấy cái thời gian đó mình làm ra tiền khác. Vậy thì bây giờ không ai mà khùng điên gì mà chọn làm thủ công hết. Chỉ có mấy ông già giờ còn ham đi mua trâu về cày ruộng thôi. Không nè. Mua trâu về cày ruộng rồi mua bò về đập lúa chứ không ai làm nữa. Vậy thì đây là cái cách làm ruộng lúa nè. Đó, cái cách làm ruộng làm lúa đó. Mấy bà thấy đâu này không? Nguyên tắc không ai chọn cái cách này hết. Bây giờ thời đại này, thời đại 2019 rồi mà, 18 rồi. Thời đại này người ta lên tới cung trăng rồi mà giờ mình còn đi cắt lúa, chuyển lúa về, lấy trâu đạp lúa rồi đem lúa phơi rồi xay ra vỏ giả ra gạo chắc đói đã luôn. Không có gạo anh. Vậy bây giờ từ cái này ta áp dụng qua cái này nè. Bây giờ mình làm ruộng lúa, bây giờ mình áp dụng ra để mà cho bệnh nhân hết bệnh. Người ta gọi là trị bệnh á, hay gọi là khám bệnh đi, chữa bệnh. Bây giờ ở đây ai là người Hồ Thị Minh Trinh đâu? Khám đi. Khám sao cũng được. Hồ Thị Minh Trinh ngồi đây. Bây giờ chị Hồ Thị Minh Trinh này là chị bị ung thư tuyến giáp. Khám nè. Di căn hạch. Ung thư tuyến giáp mà di căn hạch. Bây giờ ở đó nhìn thấy chỗ này không? Thấy. Này là mình làm ruộng nha, còn này mình chữa bệnh nha. Hai cái khác nhau à. Mình lấy chỗ làm ruộng đưa vô chỗ chữa bệnh dễ hiểu. Đó. Bây giờ mình coi cái cách chữa bệnh này để cha làm sao cho cái chuyện chữa bệnh nó hợp với chuyện này. Y khoa hiện nay. Ví dụ cái chị Hồ Thị Minh Trinh này đi. Bây giờ là chị là bị ung thư tuyến giáp. Ha. Chị là ung thư tuyến giáp. Để cha hỏi mọi người bệnh nhân hiểu nha. Chị Hồ Thị Minh Trinh đang là ung thư tuyến giáp. Thì theo lý mà nói thì khi mà vô y khoa hiện nay thì y khoa làm sao? Họ khuyên chị làm gì? Mổ. Thứ nhất là mổ. Thứ hai. Hai là quá trị. Thứ ba. Tiếp gì? Hormone. Tiếp. Thứ bốn là gì? Kiểm tra thuốc suốt. Tiếp hormone. Rồi uống cát.
lỗi hút. Thứ nhất là mổ nè, thứ hai là quá tị nè, thứ ba là xạ tị, quá tị xạ tị, rồi tiếp hóc môn, rồi uống các loại thuốc, ví dụ như là mình vô nước biển hay là vô các loại máu nhân dân, nếu mình thiếu máu rồi uống các loại thuốc vô, rồi kết quả di căn ra tùm lum hết. Nhưng mà bên đây á chưa mình chưa nói tới kết quả nha. Mình chỉ nói cho phân tích rồi mọi người mới thấy sợ nè. Mổ nè, quá tị nè, tiếp hóc môn, uống các loại thuốc, rồi sau đó là nó di căn. Nhìn kỹ không? Nó di căn xong rồi nó gì? Hả? Ra hậu quả. Di căn, nó di căn thì di căn nhiều chỗ lắm, không biết là di căn chỗ nào đó nè. Nhưng mà kết quả là chết. Đò phải vậy không? Phải mà trị bệnh của chị là vậy không? Chị theo khoa học hiện nay á thì cái tuyến giáp của chị là mổ, thì nó khuyên chị mà mổ, quá trị xạ trị, tiếp các loại hóc môn, uống các loại thuốc, nước biển này kia cái nọ, cộng thêm cái di căn, kết quả chết. Thấy chưa? Đó là cách trị của khoa học hiện nay. Đúng không? Còn y khoa hiện nay đó, còn bây giờ mình về đây mình trị là y khoa gì? Y khoa công nghệ. Y khoa công nghệ mình là máy cắt ra lúa ra gạo. Phải không nè? Máy cắt ra lúa ra gạo. Y khoa công nghệ. Thấy cái này không? Thấy chưa? Y khoa công nghệ. Nano. Trời, chữ này đã quá. Cái làm thủ công ngày xưa làm ruộng là cắt chuyển về làm đủ kiểu hết mới ra gạo. Còn cái công nghệ nào ngày hôm nay bằng máy móc á thì chỉ cắt, đưa máy cắt lúa ra gạo. Không biết nó làm gì trong cái máy đó mà thể hệ nó cắt cái tới đâu lúa ra tới đó. Không nè, cắt tới đâu lúa ra tới đó. Còn khoa học hiện nay thì làm đủ kiểu hết nhưng mà kết quả chết. Y khoa công nghệ nano thì mình làm gì? Thứ nhất là mình, một người bệnh tới đây là làm gì? Uống nước. Có phải uống nước không? Ăn cháo nano có phải nước không? Uống lá cây có phải nước không? Vậy thì uống nước đâu có làm gì đâu. Có dùng cái dao mổ không? Có mổ chị không? Có đưa thuốc quá trị vô chị không? Có tiếp hóc môn gì cho chị không? Có cho chị uống các loại thuốc gì không? Chị có di căn không? Cuối cùng, y khoa công nghệ nano là uống nước. Kết quả là gì? Hả? Sống. Thôi, vậy thôi. Có phải công nghệ nano này đơn giản không? Y khoa công nghệ uống nước bằng sống. Bây giờ tại sao nó cái y khoa công nghệ này nó lớn dữ vậy? Tại sao nó lớn chuyện dữ vậy? Tại sao khoa học hiện đại là hải thượng lãng ông Hippocrates phải dùng những cái công thức này mà kết quả vẫn là chết, mà Nguyễn Văn Tường dùng cái công nghệ nano uống nước bằng sống? Sao bác thấy? Lý quá đấy. Hả? Còn thấy về cái số bài quan. Phải có lý của nó, phải có cái lý của nó. Có nghĩa là cái khoa học hiện nay nè,
Nghe cha nói kỹ nè, cái khoa học hiện nay nó không chấp nhận cây cỏ mang hạt giống là thức ăn cho nhân loại, cho nên nó phải dùng hết mọi thứ này. Rồi kết quả là thấy không? Còn cha Tường ổng y khoa công nghệ nano là ổng chấp nhận cây cỏ mang hạt giống là thức ăn cho con người, cho nên ổng chỉ cho uống nước. Kết quả là bây giờ cái thức ăn cho con người đó, khoa học chứng minh là hàm răng của con người là hàm răng bằng, chỉ được phép ăn rau củ quả thôi. Còn đường ruột của mình là nó dài gấp 12 lần chiều cao của mình, cho nên khi mình ăn cái nước vào nó mới đi được hết. Còn mình ăn cái thức ăn không nano là động vật là nó tắc nghẽn hết nè. Vậy thì hơn nữa, cái công nghệ nano này uống nước bằng sống cho con người là bởi vì con người là một tiểu vũ trụ. Cơ thể con người 70% là nước, 30% là chất cứng. Khi anh uống nước vào thì đương nhiên là nó hợp với cơ thể anh này. Uống nước no không? Bây giờ mình uống nước trái cây no không? Đó, uống cái tàu hũ có phải là nước trái cây không? Tàu hũ là đậu, đậu nành mà. Nó là nó có phải là hột đậu nành, có phải trái cây không? Trái của cái cây đậu nành. Cái nước của đậu nành là nó giá trị là nó có chất bột, nó có bột, cho nên người ta mới ép ra, người ta xay ra, người ta làm đậu nành. Đó nè, mình uống đủ loại nước trái cây, kết quả là mình sống. Còn khoa học hiện nay làm đủ kiểu hết nhưng mà kết quả là chết. Cha dạy cho mọi người ở đây rồi là mọi người thấy là đúng dữ lắm. Bây giờ kết quả nè, nãy mình hỏi chị Hồ Thị Minh Trinh nè, thay vì chị phải đến bệnh viện mổ quá trị tiếp hóc môn uống các loại thuốc di căn, kết quả chết. Còn bây giờ chị đến đây nè, dùng công nghệ nano, chị uống nước rồi chị sống. Bây giờ đây là kết quả của chị Minh Trinh đấy. Đây là kết quả là theo dõi viêm giáp của bệnh viện Minh Tâm, đa khoa Minh Tâm. Kết quả ngày hôm qua là ung thư tuyến giáp di căn, là kết quả của bệnh viện ung bướu. Bệnh viện ung bướu, bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cho biết là ung thư tuyến giáp và di căn. Còn cái kết quả của bệnh viện Minh Tâm là siêu âm 3D cho thấy là theo dõi viêm giáp, viêm chỗ này, viêm thôi, viêm thôi. Đây là cái hồ sơ pháp lý rồi, là bệnh viện chứng thực của bác sĩ Triệu Minh Luật ngày 30/10/2018 là ngày hôm qua vào lúc 11:48 2 giây buổi sáng AM. Đó. Nhưng mà đây là kết quả tạm gọi là cuối cùng của chị là ung thư tuyến giáp. Theo lý mà nói là chị được ra về hết bệnh, nhưng mà để cho chị về nhà chị bình yên mạnh khỏe, hôm nay chị đi xin thiết một lần nữa. Bởi vì mình đã biết hết bệnh rồi, tại sao mình không dám xin thiết? Không nè, mình xin thiết để mình hoàn toàn mình yên lòng. Vậy thì hiện nay chúng ta có 4 bệnh nhân ra viện, mà rõ ràng hồi nãy cha áp dụng cái công nghệ làm thủ công và làm bằng máy móc. Vậy thì cái hình thức y khoa hiện nay so với cái y khoa công nghệ là y khoa này làm gì hả? Làm thủ công mới mổ anh ra. Lấy tay mổ anh ra, thủ công mới qua vô thuốc hóa trị cho anh, thủ công mới tiếp hóc môn cho anh. Tôi không có làm thủ công, anh về đây tự động tôi cho anh uống nước, tự động kết quả anh xong. Thấy không? Như cha nói hồi nãy, sao khoa học hiện nay nó dùng cái công nghệ này mà nó cho rằng nó là tốt, mà quả thật so với công nghệ nano của cha thì nó là thủ công. Nó là thủ công. Mà để cha nói cái cách này thì cha kết quả là cái chị Hồ Thị Minh Trinh đây. Hồ Thị Minh Trinh đây là hồ sơ pháp lý đó, chứ không phải là cha nói. Hồ sơ pháp lý chị có thấy không? Viêm giáp thấy không?
đó, viêm giáp đàng hoàng. Nhưng mà hôm nay chị đã hết rồi thì phải cho chị đi làm sinh thiết cuối cùng, vì mình biết hết rồi mình làm sinh thiết để mình lấy kết quả cho chị vui thôi nha. Vậy thì đây là cái chuyện làm rúa lúa, đây là cái làm thủ công của ông bà tổ tiên. Đến ngày hôm nay là công nghệ hiện đại, máy móc thì người ta máy cắt lúa ra gạo. Ngày hôm nay y khoa hiện đại nó làm toàn thủ công không à, nó bắt mình lên rồi nó tiếp hơi rồi nó làm đủ kiểu, nó mổ, nó làm, nó mọi xẻ tổng, nó đủ kiểu, cuối cùng kết quả chứ. Mà đưa về công nghệ nano này cho chỉ cho anh uống nước không, kết quả là xong. Ý như là đưa lúa vô cái máy, đưa cái cây lúa vô máy thì ở đằng sau lưng nó ra hột, đưa nước vô cơ thể thì ở đằng sau lưng ra chữ sống. Thì đây là kết quả cuối cùng của chị nha, là chị không còn ung thư tuyến giáp. Chúc mừng chị ha, một hồ sơ thành công nha. Chẳng qua đây là công nghệ hiện đại, uống nước mà ra hết bệnh. Thì cha nói lại lần nữa, bởi vì cha công nhận thức ăn cho con người là cây cỏ mang hạt giống. Còn y khoa hiện nay không chấp nhận thức ăn là cây cỏ mang hạt giống. Bây giờ bệnh nhân đến bệnh viện là ăn gì cũng được, muốn ăn gì ăn, ăn gì cũng được. Và cuối cùng ăn gì cũng được, nó mới ra mổ quá trị, tiếp hốc môn xạ trị các thứ rồi đi chịu chết. Thấy không? Còn đến đây cha là hoàn toàn công nghệ nano là uống nước, cháo nano, kết quả xong. Ăn gì cho ngon nhất đừng mau chết. Trời ơi, thôi chết. Bởi vậy mới gọi là công nghệ thủ công. Bởi vậy mới mua trâu gì đạp lúa mới gọi là thủ công. Bây giờ thêm một cái kết quả kế tiếp là Đoàn Thị Ngọc. Đoàn Thị Ngọc, một trong những cái chứng bệnh nặng nhất của Đoàn Thị Ngọc đó là cao huyết áp nha. Còn tất cả các loại bệnh khác như là mỡ máu, men gan, xơ giữa động mạch, bệnh nó nhỏ lắm. Hôm nay là hoàn toàn là đây là cái kết quả cuối cùng của bệnh viện trả cho chị, là hiện tại chị còn gan nhiễm mỡ nhẹ. Còn máu của chị đó, ngày vô á, ngày mà chị vô trong này á, coi kết quả coi, ngày chị vô trong này á là tiểu đường của chị là 7.4, còn bây giờ ngày chị ra tiểu đường của chị là có 5 chấm thôi. Đây, thấy rõ không? Cho coi hồ sơ lần thôi nha. Ngày vô là của bệnh viện đa khoa 179 Hùng Dương, Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa ha. Đây 7.4, chỗ cho hoạch đỏ đỏ đó, số 7.4 đó nha. Ngày chị ra là thứ bảy này, chị ra là tiểu đường chị có 5 chấm, có nghĩa là chị không còn tiểu đường, chứ không có nói tiểu đường ở đây nha. Kết quả của chị là gan nhiễm mỡ nhẹ, thấy chưa? Cái này không trị nữa, cái này lo đi về nghỉ ngơi ha. Thì đây là hồ sơ pháp lý nha, đây là hồ sơ pháp lý. Rồi coi như chị là không còn đi làm nữa, chờ tới ngày thứ bảy cho về. Xong. Xong một hồ sơ nữa nha. Hồ sơ kế tiếp là hồ sơ của bác Ba Mẫn. Bác Ba Mẫn là ông trưởng ấp của Cà Tum A, xã Vinh Kim, mình xã nhà đây nha. Xã nhà đây nè. Ngày mà bác Ba Mẫn vô trong này á, là bệnh viện họ nói là phì đại tiền liệt tuyến, là nghi ca tiền liệt tuyến. Sau đó là tiểu đường và huyết áp vô căn. Bác thấy bệnh bác lớn không? Tức là bác sĩ kết luận đây nè, bác sĩ kết luận là nghi ca tiền liệt tuyến đây. Trường Đại học Trà Vinh, phòng khám đa khoa, nghi ca tiền liệt tuyến. Hồ sơ cũ này nha, hồ sơ cũ, và cao huyết áp vô căn và tiểu đường nha. Bây giờ sau khi cho bác đi khám, sau khi bác vô đây bác chữa bệnh một thời gian thì cho bác đi lên bệnh viện kiểm tra lần 2 lần 1, kiểm tra lần 1 thì kết quả của bác là tiền liệt tuyến không to
cấu trúc đồng nhất. Đây là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm. Gan không to, bờ gan đều, cấu trúc đồng nhất. Coi như là bác hoàn toàn không có gì chuyện là mới lần 2, lần 1 thôi. Rồi kết quả lần 2 là kết quả cuối cùng nè. Tiểu đường, tiểu đường của bác là 6.4 nha. Còn cái ngày mà bác vô đây bác tiểu đường là 7.31. Ngày vô đây là 7.31 nha. Hiện tại thì bác chỉ còn 6.4 thôi, là tiểu đường ngưỡng mình trung bình, ngưỡng bình thường, ngưỡng tốt nha. Sau khi đi khám lần 2, bác điều trị đang thời gian lên bệnh viện Minh Tâm, Đa khoa Minh Tâm thì khám lần 2 thì gan nhiễm mỡ trung bình, phì đại nhẹ, dôi quá tiền liệt tuyến. Đến khi mà kết luận lần 3 thì bác không còn gì nữa hết, bác chỉ còn là sỏi đài thận phải. Cái này là bệnh khác. Sỏi đài thận phải nó là một cái thứ bệnh, bệnh này không thể chữa được bây giờ. Chừng nào nó tới mới chữa được. Bệnh này bây giờ nó chưa có hành à. Nó để nó nghi sỏi đài thận phải. Cho nên hiện tại bác không còn bệnh gì mà hôm đó nay chúng ta chữa. Nghi ca tiền liệt tuyến là đã xong rồi nha. Rồi gan nhiễm mỡ đã xong. Rồi máu nhiễm mỡ đã xong. Rồi cao huyết áp đã xong. Vậy thì bác Ba Mẫn, đây là hồ sơ pháp lý của bác Ba Mẫn đây nha. Hồ sơ pháp lý. Vậy thì bác lo chuẩn bị tinh thần thứ bảy về nha. Đây là ba cái hồ sơ hoàn toàn là hết bệnh nha. À. Ủ hồ sơ này. Đây là ba cái hồ sơ là hoàn toàn có pháp lý hết à. Không ai làm khó cha được đâu à. Khó cha là chết á, không được đâu. Hồ sơ thứ 4 là hồ sơ của Lê Văn Thành ở Đồng Nai. Ông này là cắt bao tử. Bao tử ông nào bị cắt. Sau một thời gian, kết quả của trung tâm hòa hảo là tiền liệt tuyến to, viêm hồi tràng, cắt dạ dày nối dị tràng. Nói chung là bao tử cũng bị cắt rồi. Vậy thì bây giờ đây là kết quả hòa hảo, còn cái bao tử ông cắt á là ở bệnh viện gì đây nè, tỉnh Đồng Nai. Bao tử ông là bị cắt là ở bệnh viện tỉnh Đồng Nai đúng không? Bệnh viện tỉnh Đồng Nai cắt ông, sau đó ông về trung tâm hòa hảo xét nghiệm thì nó kết quả cho ông là tiền liệt tuyến to nhẹ, viêm hồi tràng đã cắt dạ dày nối dị tràng và máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, máu đường điếc gì tùm lum á. Và kết quả của ông, đây là kết quả cuối cùng nha. Đây là kết quả cuối cùng cho ông. À, do bởi là cái bao tử của ông không làm sinh thiết được thì khi đó đi thử máu thì hoàn toàn hai cái hàng đỏ này nè, hai cái hàng đỏ này là ông hoàn toàn là ông không có bị di căn nha. Coi như ông hoàn toàn đã hết bệnh ung thư dạ dày, là ông không còn bị, hiện giờ hết ung thư và không có bị di căn. Tuyến tiền liệt ông là ngày ông vô là nó to, còn bây giờ tuyến tiền liệt là không to, cấu trúc khá đồng nhất. Đây nha, đây là bác sĩ bệnh viện. Tuyến tiền liệt không to, chỗ cho quẹt vàng vàng á, cấu trúc khá đồng nhất. Và kết quả cuối cùng, hiện tại chưa ghi nhận hình ảnh bất thường trên siêu âm bụng tổng quát. Hiện tại bây giờ đưa ông đi làm sinh thiết không làm được, bây giờ không có chỗ để làm sinh thiết. Cho nên đây là kết quả thử máu và đây là kết quả cuối cùng mà ông không còn ung thư nha. Đây là kết quả pháp lý ạ. Đây là kết quả pháp lý. Không ai có thể mà làm khó cha được. Nếu làm khó là đi lên chỗ này là làm khó, đi lên cái bệnh viện này làm khó. Mấy ông hiểu không? Giờ cha nói ông này hết ung thư dạ bao tử rồi đó, nhưng mà cha ký cho ông hết ung thư bao tử. Nhưng mà nếu làm khó cha thì đây là hồ sơ bệnh viện, bệnh viện đã nói chứ không phải cha nói nha. Rồi
giấu lại nữa, để nữa ông thưa. Thưa không? Cái ngoài lề suy nghĩ. Hả? Cái đó là cái ngoài lề mất. Ai biết? Vì ông ăn bậy cái bệnh là ông thưa. Ông gây số phận. Nếu như vậy thì sẽ số phận. Thôi, giữ cho chắc ăn. Mình hủ mình. Mình độc thân mà nó muốn thưa về nào nó thưa. Chứ phải mình có người này người kia nó thưa, nó sợ người này người kia chửi nó. Còn nó biết mình độc thân mà. Vậy đây là bốn hồ sơ. Bốn hồ sơ nhưng mà cái hồ sơ của chị Hồ Thị Minh Trinh á, thì trưa nay thầy Thanh sẽ đưa lên Trà Vinh để làm sinh thiết lần cuối. Coi như theo lý mà nói là tới đây cha đã ký cho về là có pháp lý. Nhưng mà cha chưa có thích ký. Cha muốn ký một cái là không còn cái bệnh đó nữa. Bởi vì lần này là cha ký chứ không ai được ký hết. Cho nên khi cha ký một cái là nhất định là anh phải sạch cho bệnh đó ngay. Sạch bệnh đó ngay. Rồi như vậy là thứ bảy này chúng ta sẽ cho xuất viện 4 ca này. Thứ bảy này chúng ta sẽ làm nghi thức xuất viện 4 ca này. Sẵn đây cha cũng nhắc 4 ca này luôn. Chúng ta đã theo điều trị viện chẩn ở đây. Viện chẩn điều khiển liệu pháp so bóp Việt Nam tại điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không này. Một thời gian thì không biết là lâu hay mau, tự bản thân mỗi người biết, mấy ngày cha không nhớ. Thì trong quá trình điều khiển viện chẩn ở đây thì mình cũng cơ thể mình nó sạch sẽ lắm. Cho nên khi mình về mình ăn thì mình không được ăn ẩu nha. Mình về mình tiếp nhận thức ăn từ từ để 6 tháng sau nó quen dần mình mới được ăn. Còn về mình ăn bậy bạ bể bụng chết rồi không được đổ thừa cha nha. Nhiều người hết bệnh ở đây về tưởng mừng quá, ăn đủ thứ trò đơn rồi ngày hôm sau nhập viện tiếp rồi bắt đầu đổ thừa cha, trừ chữa không hết. Đâu có đổ thừa được, đây là kết quả mà đâu đổ thừa được. Không nè. Rồi vậy thì thứ bảy này cha cho xuất viện 4 người nha. Cho ra khỏi phòng viện chẩn này 4 người. Thì 4 người này phải cố gắng là về nhà ăn uống cho nó từ từ. Cái gì cũng vậy nha. Vui không? 4 người này vui không? Hả? Có ý kiến gì không? Có ai ý kiến gì không? Trước tiên là con cũng xin phép cha xin phép các bệnh nhân. Trước tiên là con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha. Con nghĩ là cả một cuộc đời của cha đã hy sinh để cha nghiên cứu ra những cái cây thuốc này để mà để cha chữa trị cho chúng con. Chúng con chẳng biết nói sao chúng con đến đây là được Chúa là đưa đến chỗ cha để chữa cho chúng con. Chúng con chẳng biết lấy cái gì mà đền đáp ơn công ơn của cha. Thì con chỉ cầu mong như vậy là Chúa cùng nước mẹ ban tràn đầy hồng ân xuống cho cha. Để cha có một sức khỏe, nhiều sức khỏe để cha nghiên cứu mà chữa cho các bệnh nhân trẻ già và cả các trẻ em nữa. Nên là cuối cùng con thì tạ ơn Chúa, cảm ơn cha. Bác Thành có nói gì không? Đây. Kính thưa hội chữ thập đỏ yêu thương cho không dòng lớn Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Tôi là ở đất xứ Đồng Nai, một đất xu đất đỏ, miền Đông đất đỏ, đã mắc bệnh ung thư. Nói chung quát là bệnh viện đã kết luận mà được sự nhất trí của gia đình đã biết ngày ở tỉnh Trà Vinh có người yêu thương cho không, cũng như là toàn thể ở tỉnh Trà Vinh này có một bệnh viện yêu thương cho không mà ban thuốc cho những người có bệnh mắc phải bệnh đó. Thì tôi xuống đây để được tháng. Chung quy là bệnh tôi lúc đầu thì cũng là căng thẳng. Hôm nay tôi cảm thấy rằng là sức khỏe tôi được mạnh, cũng như sự giúp đỡ tận tụy của cha Tường cùng các thầy, cùng các cô trong lúc
tiếp ứng và đồng thời là sanh sống tận tụy cho tôi được. Cảm thấy ngày hôm nay đứng nói với quần chúng bệnh nhân là đều vinh hạnh cho tôi và cũng cái phước cho tôi và cũng cái đức cho các thầy các cha ở đây, một cái tạo một cái đức vinh hạnh cho đất nước, cho xã hội ở đây. Công nghệ như vậy tôi cũng thành thật mà không biết gì để mà tri ân các thầy các cha ở đây, phải ở đây đã giúp cho tôi như vậy. Thì tôi chỉ có những lời yêu thương của tôi chân thành trong tâm lòng của tôi cầu mong ơn trên thượng đế và chư tôn Phật mẫu và tam đạo của tôi á mang phước hồng ân cho thầy các cô các người ở đây có hiện ở đây được nhiều sức khỏe và đồng thời là được ở trên trợ giúp cho mầu nhiệm của người đó được minh mẫn để mà học hỏi thêm các vấn đề trị bệnh như thế nào. Là nano mình là người bệnh là phải giữ công nghệ nano để mà cho dứt hẳn bệnh để về gia đình cho xã hội này thêm một người công nhân tốt như vậy. Và cũng có được về thì tôi cũng cầu mong cầu chúc những người bệnh nhân ở đây là phải giữ gìn sức khỏe và gìn cái nano này mà thể hiện cho tốt bản thân. Thì đến đây cũng như về nhà vậy, có những bệnh nhân đã bệnh mà chưa được đến đây, mong những bệnh nhân ở đây đến chưa đến đây thì về nhìn sự thật và đáp ứng những theo nhu cầu bản năng của mình ở đây thì yêu thương cho không thì một lễ rồi, nhưng mà có cái sự là đóng góp chân thành nữa, rồi bên cạnh đó là yêu là đạo đức tốt thì tôi đến đây là xin hết, cuối cùng là xin hết. Cảm ơn bác Lê Văn Thành đã có những cái lời hết sức là chân tình gửi đến các bệnh nhân là phải cố gắng giữ công nghệ nano. Bây giờ hầu như cái công nghệ nano này quen quá rồi phải không? Quen quá rồi, bởi vì nó là công nghệ cứu mình mà. Chỉ cho nói lại một lần nữa, đây là công nghệ mới à. Công nghệ mới à. Cái công nghệ làm bằng máy móc, ta máy đưa cái máy cắt lúa vô ra lúa ra gạo. Công nghệ nano này người ta đưa nước uống vô là sống lại liền. Còn cái công nghệ y khoa hiện nay á, là Hippocrate nè, Hải Thượng Lãng Ông là mổ. Mổ quá trị xạ trị tiếp hóc môn các thứ là mấy ông tổ nè, tổ ngành y không đó. Hippocrate, Hải Thượng Lãng Ông. Hải Thượng Lãng Ông là ông tổ của Đông Y của nước Việt Nam. Hippocrate là ông tổ của Tây Phương. Mà cuối cùng phải mổ, phải quá trị, phải xạ trị. Còn tới cái thời điểm 2019 này, tới cha ra đời là y khoa bằng công nghệ nano, uống nước là hết bệnh. Vì cha biết cơ thể con người 70% là nước, 30% là chất cứng. Vậy cho anh uống nước vô là anh tự khắc anh hết, không có gì khó cả. Thế nè, nhưng mà với điều kiện anh cũng phải trở về đây cho kịp thời, kịp lúc. Còn anh trở về trễ quá anh phải chết à. Hơn nữa cha đã nhận ra được cây cỏ mà hạt giống là thức ăn con người, cho nên cha giải quyết cái bệnh của mọi người rất là lẹ là nha. Ở trong này chúng ta còn rất nhiều ca cũng sẽ ra viện như vậy. Rồi lần lần tất cả những giải bên đây, ông Tạ, ông Sáng, ông Thành, ông Thiết đều ra hết. Từng bước chúng ta ra hết. Bây giờ còn một cuối cùng trước khi ra viện là bác Ba Mẫn mình nè, là ông trưởng ấp của Cà Tâm A, xã Vĩnh Kim, xã nhà tại đây nè. Bác cho chúng con vài lời khuyên cái. Ông là trưởng ấp mà ông khuyên mình là giá trị dữ lắm ạ. Được rồi. Biết nói gì hết trơn. Cái nói đại đi, nói đại đi. Biết nói gì hết trơn. Không biết nói gì. Ông biết nói gì là sẽ nói đó. À, ông có cái gì ông vui không? Quên hết. Hả? Hết bệnh ông vui không? Vui. Vui. Rồi sắp tới đây ông sẽ về ông làm cái gì? Về mình ăn cháo nano tiếp. Rồi về mình ăn gì? Ăn cháo nano tiếp cho nó hết bệnh hẳn luôn phải không? Dạ. Rồi còn gì nữa không? Khuyên con cháu không? Về nhà nó ăn rồi. Ở nhà nó ăn. Đã khuyên rồi phải không? Ờ khuyên rồi, phải rồi. Mà ông thấy cái đường hướng này quá tốt phải không? Dạ. Có khuyên bệnh nhân ở đây làm gì không? Khuyên anh em sáng còn bệnh thì ráng đeo. Rồi. Ráng đeo, còn bệnh ráng đeo. Rồi thôi, cảm ơn ông nha. Ráng đeo trị bệnh chứ.
đúng là một người miền Tây chân chắc thật thà, còn bệnh thì ráng đeo cho nó bệnh hoài. Tiếc là người ta sợ bệnh gần chết mà ông hiểu ráng đeo. Ý ổng không phải đeo là đeo cái bệnh, đeo để trị bệnh, nhưng mà mình phải dịch ngược lại cho nó vui chứ. Còn bệnh ráng đeo. Tự nhiên cộng đồng mạng nó nghe hiểu liền là trời ơi, bệnh mà đeo là chết. Nhưng mà ý ổng là đeo ở đây để chữa bệnh. Đúng rồi. Trưởng ấp mà hỏi ổng ý kiến gì không đó? Có chứ, cuối cùng không biết nói gì. Thôi chúc ông mạnh khỏe nha, thứ bảy này ông sẽ ra viện nha. Thứ bảy này cho ký cho ông một cái chữ ký quyết định ra khỏi phòng khám là hết bệnh nha. Thứ bảy này cho ký cho bốn người cha ký, từ nay trở đi cha ký không? Cha ký, rồi, vậy ha. Rồi còn gì nữa không, có ai ý kiến gì không? Còn mấy những bệnh nhân sau đó thì lần bước sẽ ra nha. Lần bước sẽ ra. Rồi cầu nguyện cho những bệnh nhân người ta sắp về, trên đường ta về. Có một chị ung thư vú chiều nay về tới từ bên Mỹ, từ bên tiểu bang gì cho quên rồi, đáp máy bay Tân Sơn Nhất xong đi thẳng về đây luôn, khoảng 4 giờ chiều nay tới nha. Rồi có một chị ung thư vú ngoài Đồng Nai, sáng ngày mai có một sư thầy dẫn tới đây nữa. Mình cầu nguyện cho tất cả những người này. Còn tụi con ung thư vú ra hết rồi, chuẩn bị ra rồi con, đừng có buồn nữa. Điệp ba về báo cho cha Tăng đi, lần sau con hết bệnh cha Tăng vô rước con về không? Mời cha Tăng vô rước con về, mời cha Tăng vô trao giấy quyết định cho con nha. Rồi vậy ha. Rồi thôi cha có ý kiến vậy thôi nha, ai ý kiến gì dạy dỗ cha thêm không? Thế là mừng rồi cha. Không sao, ông Quỳnh Nhân Sáu nè, Phật giáo Hòa Hảo nè, có dạy cha vậy không? Rồi vậy thôi nha, ok. Rồi thôi chào nha. À, mình đọc kinh kính mừng nha. Xin mời đứng lên. Nhân dân cha và con và thánh thần sáng danh Đức Chúa Cha, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con kệ vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng sanh thế mạnh đức. Cảm ơn vì vậy vô cùng. Amen. Nhân dân cha và con và thánh thần. Rồi thôi mọi người chẩn đoán viện chẩn xong rồi về nghỉ ngơi nha.